Thưa quý vị, cà phê trứng là một thức uống đầy sáng tạo của người Hà Nội và đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới bởi những vị khách nước ngoài sau khi thưởng thức đã rỉ tai nhau rằng ở Hà Nội có một loại cà phê rất tuyệt. Đúng là như vậy, quý vị và các bạn cũng thử tưởng tượng mà xem trong thời tiết như thế này, nếu như chúng ta được thưởng thức một cốc cà phê trứng nóng hổi đựng trong một chiếc cốc giản dị đơn sơ thì dù chỉ uống một lần cũng sẽ khiến chúng ta nhớ mãi. Và sống ở Hà Nội ngày hôm nay sẽ đưa quý vị đến với một không gian hoài niệm ở Hà Nội với loại thức uống đặc biệt này. Từng được nhiều tạp chí ẩm thực uy tín hàng đầu thế giới bình chọn là một trong 17 loại cà phê ngon, độc đáo nhất hành tinh. Cà phê trứng, thức uống đặc biệt của thương hiệu cà phê Giảng, từ lâu đã trở thành một đại diện đáng tự hào của ẩm thực Hà Nội nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung. 60 năm về trước, khi được tiếp xúc với các loại cà phê thượng hạng của phương Tây, người đầu bếp của khách sạn 5 sao Metropole Nguyễn Văn Giảng đã nảy ra ý tưởng sáng tạo món cà phê mới chưa từng có, đó là cà phê trứng. Cái trứng này nó hay ở cái chỗ là cụ làm sao để người ta rất sợ tanh, nhưng mà cụ nghiên cứu cuối cùng là cái món trứng ấy không hề có một tí tanh nào cả, kể cả trứng đá, kể cả trứng nóng. Với cách chế biến thủ công, trộn đều các nguyên liệu là lòng đỏ trứng gà, đường, nhằm tạo ra một loại kem trứng sánh mịn, thơm phức, đậm đà, béo ngậy. Hỗn hợp đặc biệt này sau đó được phủ lên trên lớp cà phê nguyên chất để tạo ra món cà phê trứng huyền thoại. Không chỉ có cách chế biến khá phức tạp, đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo, việc thưởng thức cà phê trứng cũng khá cầu kỳ, đòi hỏi cách thức riêng. Như cốc đựng phải là cốc sứ và luôn được ngâm trong bát nước sôi để giữ nhiệt. Có như vậy, khi nhâm nhi cốc cà phê trứng, người thưởng thức mới cảm nhận được hết hương thơm đặc trưng của cà phê hòa quyện cùng mùi béo ngậy của kem trứng. Tất cả sẽ tạo nên một dư vị đậm đà, cân bằng, hài hòa, không quá ngọt, không quá đắng. Em cũng từng uống cà phê ở nhiều nơi ở Hà Nội cùng bạn bè thì em thấy cà phê ở đây có hương vị rất là riêng mà không đâu có cả. Cà phê trứng đã âm thầm lan tỏa và thực sự trở thành một nét văn hóa ẩm thực riêng không thể lẫn của Hà Nội khi được cả lớp người lớn tuổi và thế hệ trẻ yêu thích. Tiếng lành đồn xa, cà phê trứng giờ đây không chỉ được người sành cà phê ở thủ đô ưa chuộng, mà nó còn trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Những du khách đến với Hà Nội sau khi thưởng thức loại cà phê hảo hạng này đã chia sẻ trên mạng xã hội về một món cà phê giản dị mà có sức lôi cuốn lạ kỳ. Và đó cũng là lý do vì sao trong quán cà phê đậm chất hoài cổ này, ở một góc nhỏ Hà Nội, ta dễ dàng bắt gặp nhiều khách quốc tế ngồi nhâm nhi cốc cà phê độc đáo, làm mê mẩn lòng người. Vô cùng ngon miệng, tôi đã uống cà phê trứng nóng và cảm nhận rõ vị kem tươi ngon của loại cà phê này. Và cũng như chia sẻ của nhiều du khách, chính cốc cà phê tuyệt vời này đã chinh phục họ, khiến họ muốn ở lại Hà Nội lâu hơn và có một ấn tượng tốt đẹp mỗi khi nhớ về Hà Nội.